Đây là cặp tép 250 500 và 600k. Đây là cặp 500. Đây là cặp 600. 600 và 500 có chút khác biệt ở theo cái phễu. Phễu của 600 thì đầu đạn nó ngắn hơn. Đấy, còn cái 500 thì nó dài bằng miệng phễu. Hai loại này anh em lấy loại nào cũng được. Chống cháy 100%. Đây gọi là mẫu 250. Âm ly cục đẩy đều được. Bát 20, 25, 30, 40 đều được. 500k và 600k. Anh em lấy loại này. Hai loại này đều ok. Không khác nhau là mấy. Nó tiếp có bóng đèn. Kiêm cầu chì. Bảo vệ loa, bảo vệ âm ly. Ok,